Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Khôi, kênh chuyên âm thanh cổ, âm thanh bãi tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục những cái món hàng để phục vụ anh em chơi và sưu tầm. Thì hôm nay Khôi giới thiệu với anh em một bộ ghép gồm có một cặp loa đến từ nước Đức quốc xã, đó là loa Saba, một thương hiệu cũng khá có tiếng tăm tại thị trường audio Việt Nam. Tuy nhiên cái model hôm nay cũng khá hiếm, khá độc đáo luôn. Saba Boss 1205, nhà đời đi đời lớn của hãng anh em. Rồi, bên cạnh đó là khôi ghép với một con âm ly đến từ hãng Waterfelder. À, anh em thấy độc đáo không? Nó là với đúc E40, cực kỳ hiếm trên thế giới luôn, chứ không chỉ tại Việt Nam. Con này là một con âm ly độc đáo, và có thể nếu nói vui thôi chứ không có ý gì cả. Nhiều lúc thích nó thì có tiền mua cũng không được, tại vì không biết săn lùng nó ở đâu nha. Đó là mình nói vui, không thì anh em lại bắt lỗi Khôi nha. Thì hôm nay anh em nào quan tâm thì sẽ cùng với Khôi mình sẽ soi cái bộ ghép ngày hôm nay nha. Rồi cùng chia sẻ với anh em là đây chưa phải là một cái bộ ghép nó hay, nhưng mà có thể nó sẽ mang tới cho anh em một cái làn gió mới, một cái chất âm tươi mới hơn, khác lạ hơn với những gì mà anh em đang ghép, đang chơi. Trên thị trường hầu như chưa có cái con âm ly này, nên đây cũng là một trong những cái cơ hội để anh em trải nghiệm nha. Rồi, đầu tiên thì Khôi sẽ giới thiệu luôn cái con âm ly độc đáo này để cho anh em cùng chiêm ngưỡng, ngắm nhìn, và nếu mà anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Khôi để mình cùng sưu tầm. Con này là hàng ship từ eBay về nha, hàng đi máy bay nên giá nó cũng khá khá chứ không có rẻ như đồ bại được nha. Rồi. Rồi, Khôi đã đưa máy gần rồi nè, để mình cùng xem cái con âm ly này anh em ha. Thì nó vẫn được thiết kế theo cái hình thức receiver, receiver cổ điển AM/FM anh em nha. AM/FM 108 và 1600 chuẩn nha. Rồi, hình thức thì mặt phay rồi anh em nha. Nói tiếp với mặt để anh em cùng xem nhiều lúc đây này. Rất là mới luôn, nên là dơ chưa chùi luôn anh em nè. Đó. Không. Đó. Tại vì Khôi sưu tầm nên Khôi về Khôi để lại thôi. Nên Khôi chưa có chùi, không có vấn đề gì, nên là anh em yên tâm. Con này rất mới, rất đẹp luôn ha. Bây giờ Khôi quay luôn cái mặt đĩa cho anh em cùng xem để anh em thấy được đồ mới này. Đó, mới đẹp nhưng còn dính bụi ha. Đó. Vì con này nó khá hiếm anh em, khá hiếm nha. Thì cái thương hiệu này, Waterfelder này á, nó là thương hiệu của Anh nha. Con này là thương hiệu của Anh. Tuy nhiên, cái đời này thì nói rõ với anh em là nó được sản xuất tại Nhật nha, nhưng mà nó là xuất đi cho các thị trường của Mỹ và Âu sử dụng bốn dòng điện. Thì anh em nhìn vào các cái điểm nhấn của các cái núm này, này rất là cầu kỳ ha. Thay vì những cái con khác thì chỉ là một cái núm bình thường, mà giờ này anh em thấy không, CNC rất là nhiều 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 đường ha, để anh em thấy được là cái giá trị của con này, có nghĩa là cái hàng này nó đầu tư rất là công phu. Size thì size chuẩn anh em ha, size 44 46 nha. Thì trưng bày đẹp mà nghe hay. Đánh anh em lưu ý là đánh loa cầu nha, con này không đánh được loa loa đời mới và đánh công suất cao vì nó thiết kế là 120W nha anh em. Rồi, đặc biệt là tiếng rất là ngọt ngào, anh em mà đánh các cái loa cổ thì tuyệt vời luôn. Dám chắc anh em như vậy nhé. Rồi bây giờ tiếp tục là Khôi tháo ra cho anh em cùng xem ruột gan luôn, tại vì nó độc đáo nên Khôi tháo ha. Rồi, đây cái ruột gan của nó anh em ha, thì nó vẫn là ruột gan 7 màu. Thì đặc biệt là anh em thấy mới nhìn vào thì thấy nó là sử dụng một cái nguồn vàng anh em, nguồn vàng toàn thân luôn ha. Rồi, này là dòng xuất âm tụ anh em nha, xuất âm tụ đặc biệt luôn, sử dụng tụ của hãng Nippon Nichicon ha. Cái này như Khôi đã nói là nó là dòng công suất nhỏ, chứ không phải là công suất lớn nha, nên là đây cái tụ này thông số nó vừa phải thôi nha, 50V nha. Rồi, đây là cái cầu đổi điện, anh em muốn xài cầu nào thì chuyển qua. Thì cái con này á, làm cái đời này là xuất xuất châu Âu nên nó sử dụng điện 220. Thì đây nè, đây nè, sử dụng điện 220. Đây là cái jack loa zin của nó ha. Thì anh em muốn xài 100V hoặc là 120 thì mình rút cái này ra mình chuyển lại thôi anh em nha, đơn giản ha. Đó. Rồi, ok. Trên này thì đây là cái báo công suất anh em, sử dụng hai cái tụ vẫn là của Nhật, của Elna ha, tụ bạc. Rồi. Và chạy bốn con sò than nhỏ nha. Thì anh em lưu ý một điều là nếu mà xuất âm tụ và sò than là tiếng rất hay, rất ngọt ngào luôn. Tại vì trên thị trường nó không có nhiều, chứ không có nhiều sản xuất những cái đời mà xuất âm tụ sò than, mà thiên về là sò sắt thì xuất âm là xuất âm tụ thì sò sắt ha, nên đây cũng là một trong những cái con mà đáng để anh em trải nghiệm ha.
Tuyệt vời. Đó, thông số nằm ở đây nè. Này, 50 60 Hz này. 100 117 200 220V này, đó. Rồi công suất 120W này nè. Có thêm hai cái cầu chì bảo vệ anh em nè. Các cái dòng âm ly Mỹ Khối rất là thích tại vì nó có thêm cầu chì bảo vệ loa. Có vấn đề gì thì nó chết cái cầu chì này, đứt cầu chì này nha. Đó, ok ha, tuyệt vời. Rồi, Khôi đã giới thiệu xong về cái con âm ly này. Hoạt động tốt kể cả radio AM luôn. Thì đánh các cái dòng loa cổ rất là tuyệt vời. Đó, thì anh em nào đang có những cái cặp loa cổ, những cặp loa Mỹ, Anh vân vân thì cũng nên trải nghiệm. Thì Khôi ghép vào đây gặp với cái cặp loa Đức Sa Pa Bát 20 anh em ha, để anh em cùng nghe thử chất âm của nó. Nếu mà nó anh em đánh được cái loa Âu, loa Đức thì hầu như không còn loa nào mà nó không đánh được. Tại vì thường người ta hay nói là loa Đức thì nó khó tính, nhưng mà đánh được loa Đức thì các loa khác thì anh em yên tâm mà mua hàng nha. Rồi, cuối cùng là cái mức giá. Thì con này như Khôi là chia sẻ là hàng ship từ máy bay về nên giá nó cũng không không phải là cao. Nhưng mà nó so với các con âm ly Nhật, những cái con âm ly thương hiệu quen thuộc thì nó hơi cao, hơi mắc tiền tí nha. Giá anh em chuyển khoản luôn nha. Lưu ý là chuyển khoản luôn. Khôi bao ship tận nơi 7 triệu 800 ngàn. Còn anh em nào yêu cầu ship code thì anh em cọc 30% và anh em tự trả phí ship nha. Một con âm ly đáng chơi, đáng sưu tầm nha. Rồi, Khôi xin phép kết thúc và phần cuối là phần test thử chất âm. Mời anh em cùng nghe thử. Đêm đêm
nhớ anh phương trời, hỏi anh biết hay không. Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hương, chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung mộng.